mới sắm quả Adidas chính hãng về review cho anh em đây. Predator Competition đích thị là đời kia dùng con giống y đúc như thế này để thi đấu anh em nhé. Quả này hiện tại đang có giá là 1.600.000. Đôi hiện tại mình đang sở hữu là size 8.5. Sau clip review và trải nghiệm này, anh em nào muốn sở hữu giá rẻ hơn có thể liên hệ cho mình duy nhất một đôi size 8.5 nhé. Thôi trở lại với nhân vật chính thôi nào. Mình thấy đa phần những dòng găng tay của Dark thì toàn sử dụng đấm bóng silicone thôi, kiểu đặc trưng của thương hiệu ấy. Còn Nike thì chẳng bao giờ dùng silicone cả, chỉ dùng latex thôi. Phần backhand toàn là silicone, điểm nhấn vẫn là logo ba sọc. Mấy bữa nữa có thời gian rảnh thì mình sẽ làm cái video so sánh hàng rep với hàng chính hãng, anh em nhớ follow để đón xem nhé. Đai quấn cổ tay dạng hai vòng, tun có giãn giúp anh em bảo vệ cổ tay chắc hơn. Anh em có thấy cái miếng dán này chắc không? Miếng dán này cũng thuộc dạng miếng dán xịn nhé, giúp anh em hạn chế việc xước bút khi anh em đeo vào. Mình thấy cái seal ở mặt bút của Dart thì cực kỳ dễ bong luôn, kiểu cái seal nó không được dập chắc như bút contact ấy. Sử dụng mặt bút URG 2.0, bút chuyên dụng của Dart cho độ dính cực kỳ cao. Cảm nhận chất mút thì mình thấy khá là mềm, mình nghĩ là nó sẽ hơi kém bền với sản phẩm nhân tạo đấy. Form mượt lắm anh em ạ, mướt mần mượt luôn. Đôi này hiện tại của mình là size 8.5, anh em nào size 8 hay size 9 đều đi được hết. Về form thì cho cảm giác không dày cũng không mỏng, kiểu vừa vừa ấy. Phần đai quấn cổ tay hai vòng này siết vào cho cảm giác cực kỳ an toàn nhé. À, một chi tiết mình cảm thấy mình không thích đó là phần cổ tay hơi nhỏ anh em nhé. Anh em nào tay thon thì con này đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời nhé. Còn anh em nào tay béo thì mình khuyên thật anh em là bỏ ý định mua con này luôn nhé. Về form găng, độ dính hay chất lượng thì không có gì phải bàn rồi, quan trọng là nó có phù hợp với tay của anh em hay không thôi. Giá mới đập hộp là 1.600.000, anh em nào muốn mua mình để với giá là 1.450.000, duy nhất một đôi size 8.5. Ok, follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nhé.